Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 1998. Chúng ta đang ở tại Sâm Thường trong khóa tu mùa xuân. Chúng ta đang học kinh Bát Nhã Hành. Kinh Bát Nhã Hành là một trong những kinh khó nhất ở trong Nhật Tùng Thiền Môn. Và chúng ta phải đem hết tìm óc của chúng ta học thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ sâu sắc. Có một tâm hành gọi là sợ hãi. Fear. Nếu chúng ta học và thực tập được theo kinh Bát Nhã Hành thì ta có thể vượt thắng được sự sợ hãi, tại vì chôn lấp ở trong cái tiềm thức của ta nó có hạt giống của sự sợ hãi rất lớn. Nếu ta không quán chiếu và thực tập theo kinh Bát Nhã Hành thì không có cách gì chúng ta có thể chuyển hóa được cái hạt giống của sự sợ hãi trong ta. Và cùng với hạt giống của sự sợ hãi, hạt giống của sự vướng mắc vì sợ hãi cho nên chúng ta mới bám víu. Và vì bám víu cho nên ta mới vướng mắc. Cho nên cái sự vướng mắc nó có dính líu tới sự sợ hãi. Trí tuệ Bát Nhã là để mà diệt trừ cái sự sợ hãi đó và đồng thời để diệt trừ cái sự vướng mắc đó. Tại vì sợ hãi và vướng mắc là nền tảng của mọi khổ đau. Cho nên ta phải đem hết tất cả những cái tim óc của chúng ta ra để học kinh này, đem tất cả những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng của chúng ta ra để mà học cái kinh này thì chúng ta mới mong có thể hiểu được kinh này. Và khi học, trong cái thời gian học, chúng ta phải cố công thực tập. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cái bát chúng ta rửa, mỗi cái nồi chúng ta chùi, mỗi cái phòng tắm cầu tiêu chúng ta lau, và chúng ta phải sử dụng những cái thời gian đó để mà quán chiếu thì mới thành công được. Chứ còn mà học sơ sơ, quán chiếu sơ sơ thì không có đi tới đâu hết. Tất cả chúng ta, những người nào đã từng nghĩ tới cái chết của chính mình, đã từng có tư tưởng muốn tự sát, tất cả chúng ta, những người nào đã từng nghĩ tới cái chết của người thân, của một người thân. Người thân đó đã chết rồi hoặc là chưa chết, nhưng mà một ngày mai nó sẽ chết. Chúng ta biết rằng cái hạt giống của sự sợ hãi, sự tuyệt vọng và cái
khuynh hướng muốn bám víu, nó còn ở trong ta rất mạnh. Và kinh này là một ngón tay, nó chỉ thẳng vào cái hạt giống đó của sự sợ hãi, nó chỉ thẳng vào cái hạt giống của sự tuyệt vọng, của sự vướng mắc của chúng ta, để chúng ta có thể nhận thức được những hạt giống đó ở trong ta mà tu tập và chuyển hóa. Chúng ta bắt đầu trở lại từ cái bài kệ thứ 5. Đối tượng tuyệt vời không nắm bắt, không có sự chứng, không bồ đề, nghe vậy mà không thấy khiếp sợ, là Bồ Tát kia hiểu được Bụt. Bạn chữ Hán: tối thượng bát nhã bất khả tri, phi tâm khả tri, phi bồ đề, như thị văn dĩ bất kinh bố, bị Bồ Tát hành tri Phật trí. Chúng ta thấy chữ bất khả tri rất rõ ràng. Bất khả tri là một chữ rất cổ, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn dùng. Bất khả tri bây giờ là agnosticism, là không biết được, không có thể biết được. Agnostic nghĩa là với cái trí năng của ta, với cái intellect ta, thì ta không thể nào nắm bắt được, hiểu được cái đó. Cái đó là đối tượng của bát nhã, tức là cái thứ trí tuệ tuyệt vời mà ta muốn nắm bắt, thì cái đó chúng ta không thể nắm bắt được bằng trí năng, tại vì nó trí năng của ta chỉ có thể nắm bắt được những cái ý niệm. Mà đối tượng tuyệt vời của bát nhã nó không phải là một ý niệm, nó không phải là một tri giác, và vì vậy cho nên chạy theo để nắm bắt cái đó bằng trí năng thì cũng giống như là chúng ta đưa hai bàn tay ra để níu lấy một cơn gió, hay là níu lấy một làn hương. Hơn nữa, chúng ta khởi hành từ cái ý niệm là ta không có cái đó, và cái đó nó nằm ngoài ta, và vì vậy cho nên ta chạy theo cái đó, nắm lấy cái đó. Cho nên cái sự u mê của chúng ta nó có ngay từ đầu, nó có một cái chủ thể đang chạy theo nắm bắt, một cái đối tượng nắm bắt. Và chính vì vậy cho nên cái bài kệ này nói rằng không có sở chứng, không bồ đề, there is nothing to obtain, there is no enlightenment, nghĩa là there is nothing outside of you, there is no enlightenment outside of you to run after,
Nếu mình nghĩ rằng sở chứng và bồ đề là một cái gì ở ngoài mình mà mình phải chạy theo để nắm bắt thì mình lầm rồi. Không có cái gì gọi là sở chứng hết, không có cái gì gọi là bồ đề hết. Nghe vậy mà không thấy khiếp sợ là Bồ Tát kia hiểu được Bụt. Trong truyền thống, người ta cứ nghĩ rằng mình đi, mình đang thực tập, tức là đang chạy theo một đối tượng để nắm bắt. Đối tượng đó là giác ngộ, là giải thoát, là Satori, là chứng ngộ. Nhưng mà kinh này cho chúng ta thấy rằng đừng có áp dụng cái thái độ đó, đừng chạy theo một cái gì cả. Vì vậy cho nên bốn câu này là nói về vô đắc. Sắc thọ tưởng hành thức là không. Đây là chúng ta đi sang bài kệ thứ 6. Không dính mảy may, không xứ sở. Bồ Tát không trú nơi pháp nào là chứng bồ đề không nắm bắt. Bạn chỉ hán sắc thọ tưởng hành thức giai vô, bất trước tiêm trần, vô xứ sở, bỉ nhược bất trú nhất thiết pháp, hành vô thọ tưởng đắc bồ đề. Con người của chúng ta được làm bằng năm cái yếu tố gọi là năm uẩn. Uẩn có nghĩa là sự tập hợp. Như sự tập hợp của một bầy ong, như sự tập hợp của một đám mây, như sự tập hợp của một dòng sông, như sự tập hợp của một cơn bão. Tự nhiên cơn bão nó nổi dậy mà chúng ta có một cơn bão, tự nhiên ta có một dòng sông. Dòng sông được tập hợp lại thành từ những con suối. Tự nhiên ta thấy có một đám mây được tập hợp lại từ hơi nước, từ khói. Thì con người của ta cũng được làm bằng năm cái nhóm tập hợp, gọi là năm uẩn. Sắc tức là hình hài, thọ tức là cảm thọ, feeling, tưởng tức là tri giác, perception, hành tức là những cái tâm hành, những cái tâm ý. Nó tiếp theo nhau, nó phát hiện trong ta. Và thức tức là nhận thức. Thì năm cái đó gọi là năm cái tập hợp. Và người quán chiếu, người thiền sinh, the practitioner, nhìn vào trong năm cái đó, nhìn sâu vào trong năm cái đó, gọi là quán chiếu ngũ uẩn. Và khi mình nhìn sâu thì mình thấy được cái nội dung của nó, cái bản tánh của nó. Và cái hành động nhìn sâu rất quan trọng, tại vì mình có một cái ảo tưởng về nó, mình có một cái tri giác sai lầm về nó. Và chính mình thất điên bác đạo, mình khổ đau, mình sợ hãi, mình vướng mắc là tại vì mình có một cái ý niệm về năm uẩn đó. Nhưng bây giờ khi mà mình nhìn sâu vào và thấy được cái tự tánh của năm uẩn rồi thì bao nhiêu những vướng mắc, những sợ hãi, những tuyệt vọng kia nó tan rã.
là tại vì khi nhìn vào mình thấy rằng năm cái khối tụ hợp đó nó không có một cái bản chất nào cả, nó không có một cái bản chất nào cả, nó trống rỗng ở trong. Nó không có một cái gì rắn chắc, một cái gì có thể gọi là đồng nhất và bất biến. Nó không có cái gì có thể trường tồn qua thời gian và không gian. Nó không có cái ngã. Tất cả những cái tông phái thuộc về đạo Bụt đều công nhận, đều chấp nhận cái lời dạy của Đức Thế Tôn là không có ngã, không có cái mà ta gọi là self. Nhưng mà có những tông phái nói rằng tuy ngã không có nhưng mà pháp nó có. Tuy là trong năm uẩn nó không có cái ngã, nhưng mà năm uẩn nó có. Cái đó gọi là cái tư tưởng ngã không pháp hữu. Ngã thì không có, nhưng cái pháp thì nó có. Như là học phái Sarvastivada và một số các học phái khác nói rằng đúng rồi, không có ngã, nhưng mà những cái pháp nó có. Năm uẩn nó không có ngã trong, đi tìm ngã trong năm uẩn thì không có, nhưng mà năm uẩn là nó có. Thì kinh Bát Nhã đi tới và nói rằng năm uẩn cũng không có luôn, pháp cũng không có luôn. Pháp là một cái ảo tưởng. Mình tưởng nó là nó, nhưng kỳ thực nhìn cho kỳ ấy, thì nó không phải là nó. Nó là một cái trò ảo tưởng, nó là trò ảo thuật. Quý vị đọc cái bài kệ thứ 14 ở trang 72. Bài thứ 14 là Bồ Tát biết được là huyễn hóa năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nghĩa là Bồ Tát thấy được năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là huyễn hóa. Huyễn hóa tức là một cái trò huyễn thuật, la magie, magic. Và khi chúng ta nhìn vào năm uẩn, khi chúng ta nhìn vào bông hoa, chúng ta nhìn vào đám mây, chúng ta nhìn vào không gian và thời gian, thì chúng ta thấy đó là những biểu tượng của huyễn hóa.
Trước đó thì ta thấy rằng những cái đó nó có thật, nó chắc nịch, nó là nó. Nhưng mình nhìn kỹ vào thì thấy rằng nó là một trò ảo thuật. Cũng như khi mà chúng ta chiếu một cái phim lên trên màn ảnh, thì chúng ta cũng thấy người, cũng thấy giọng nói, cũng thấy tiếng cười, cũng thấy hành động, cũng thấy nước mắt. Và nếu chúng ta đưa tay nắm bắt thì ta nắm bắt những cái không được. Những cái đó là những cái huyễn hóa do những cái điều kiện nó tạo thành. Tuy ta nghe tiếng, tuy ta thấy hình, tuy ta có những cái cảm xúc, nhưng mà tất cả những cái đó là đều dựa trên những cái hình ảnh ở trên màn ảnh. Và hình ảnh trên màn ảnh nó không có thật, nó không phải là sự thật đang xảy ra. Vậy mà ta vẫn có thể cười, khóc, tuyệt vọng, hy vọng được như thường. Nó là một cái trò huyễn hóa. Trò huyễn hóa đã bày ra đầy kiếp phù sinh trong thầy mà đó. Đó là hai câu ở trong Cung Ấn Năm Khúc. Chúng ta đọc bài kệ thứ 19, cũng trang 72 mà bên tay phải, đoạn thứ 3. Như nhà ảo thuật giữa ngã tư hóa hiện đám đông chặt đầu người, mọi cõi thế giới đều huyễn hóa, biết thế Bồ Tát không sợ hãi. Bên Ấn Độ ngày xưa có những nhà ảo thuật đứng ngồi ở giữa ngã tư đường và họ làm xiệc để cho người ta coi. Thì khi một đám đông vây quanh nhà ảo thuật ấy, thì nhà ảo thuật đó hóa hiện ra một đám đông các ngàn người, các hàng vạn người, và nhà ảo thuật đó hóa phép chặt đầu từng người một. Người ta thấy những cái đầu rơi rụng rõ ràng. Thì cái người coi ảo thuật á, người coi xiệc mà nếu tỉnh táo thì biết rằng đây là trò ảo thuật làm ra để ông ta lấy tiền. Kỳ thực không có người nào cả, và không có người nào chặt đầu người nào cả, mà thật ra là nó như vậy. Đó là trò ảo thuật. Vậy thì năm uẩn của mình á, mình tưởng là nó có thiệt, nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt của bác nhà, nhìn sâu vào thì mình khám phá ra sự thật, mình thấy nó không phải là có thật, nó là một trò huyễn hoặc. Điều này càng học và càng quán chiếu thì mình càng thấy rõ. Đây là một cái ví dụ. Chúng ta trở về bài kệ thứ 6. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không, không dính máy may, không xứ sở. Không những ta thấy được cái ngã là không, mà ta thấy được các pháp cũng là không. Nó là huyễn hóa. Và chúng ta thấy được cái chủ trương ngã không, pháp không của Đại Thừa. Chúng ta không có cần kẹt vào một cái chân lý nửa vời là ngã không pháp hữu. Ngã không pháp hữu là chân lý nửa vời. Chúng ta đạt tới cái chân lý toàn vẹn là ngã không pháp không. Không những cái ngã không có, mà cái pháp nó cũng là một trò huyễn hóa mà thôi. Trong giấc mơ chúng ta thấy người, thấy vật, chúng ta thấy có hành động, chúng ta thấy có buồn, có vui. Nhưng mà giấc mơ nó là một trò huyễn hóa. Và cái u mê của chúng ta trong đời sống hàng ngày, nó làm cho sự sống trở thành một giấc mơ. Và ta cũng buồn, cũng đau, cũng khổ, cũng tuyệt vọng như là trong giấc mơ vậy. Vì vậy cho nên ta phải thức dậy. Ta phải thức dậy.
Vì vậy cho nên đạo Bụt gọi là đạo thức dậy. Bụt nghĩa là thức dậy. Buddha là người đã thức giấc. Còn chúng ta là những người đang nằm một giấc mơ, đang nằm mơ một giấc mơ. Và vì chưa thức dậy cho nên ta vẫn bám vào cái ý niệm rằng tất cả những cái mà ta đang thấy đang nghe đều là có thật. Và vì vậy cho nên những cái tuyệt vọng, những cái khổ đau, những cái sợ hãi tiếp tục quấy động cái tâm của chúng ta. Sắc thọ tưởng hành thức là không, pháp không, không dính mảy may, không xứ sở. Vì thấy được nó là huyễn hóa, nó là không, cho nên bây giờ ta không bị kẹt vào nó nữa. Và ta không có muốn an cư lập nghiệp ở trong nó nữa. Tại vì lâu nay chúng ta dính vào nó và ta muốn sống lâu đời với nó, muốn ký một cái hợp đồng là mình sẽ sống lâu đời với nó cho đến khi đầu bạc răng long và sau đó nữa. Sắc là cái hình hài của ta, cái hình hài của ta. Chúng ta phải nhìn vào sắc. Sắc là một cái tập hợp, information. Sắc là một cái hành, information. Cũng như một dòng sông, nó là sự tập hợp của những giọt nước, thì sắc là sự tập hợp của các tế bào có đất, có nước, có lửa, có gió. Mình phải thấy nó trong cái bản chất thực của nó là một sự tập hợp. The body is a formation. Nó là một dòng sông, nó là một tổ ong, nó là một đám mây, nó là một cơ thể. Và đám mây có khi nó chạy ở trên trời, có khi nó rung động, có khi nó biến thành mưa. Dòng sông cũng vậy, dòng sông có khi nó cuồn cuộn, nó gào thét, nó trôi chảy, nó cuốn phăng đi không biết bao nhiêu là sinh mạng, là cỏ cây. Dòng sông có khi nó trở thành ra ngọn than. Thì cơ thể chúng ta cũng vậy. Cơ thể chúng ta có thể trở nên một cái cơn lốc, a tornado. Có khi nào quý vị thấy cái cơ thể của quý vị trở thành một cơn lốc hay không? Và nếu quý vị muốn an cư lập nghiệp trong cái cơn lốc đó thì quý vị cuốn theo, cuốn theo cơn lốc đó, có gì đâu, đồng nhất với nó, an cư lập nghiệp nơi nó thì là mình bị cuốn theo nó. Cho nên gọi là không dính mảy may, không xứ sở. Xứ sở tức là an cư lập nghiệp. Xứ sở là seeking the settlement in it. Vậy thì nhìn vào trong cái cơ thể của mình, phải thấy cơ thể của mình là một tập hợp, một cái uẩn. Và đừng có ký kết lâu dài với nó, đừng có ký kết một hiệp ước lâu dài với nó là tôi là em, tôi sẽ ở với em mãi mãi và mãi mãi, tôi sẽ đóng đồ ở đây, tôi sẽ không bao giờ đi nơi khác, tôi sẽ không sống được nếu không có em. Đừng có ký kết những cái hiệp ước vùng dài như vậy với cơ thể. Tại vì cơ thể là một cái tập hợp. Và nhìn sâu vào cơ thể, mình thấy cơ thể nó trống rỗng. Đức Thế Tôn này nói thân là đại dương sâu.
The body is an ocean, is a deep ocean. Có những đợt sóng ngầm, có những loài thủy quái, có những trận cuồng phong. The body is an deep ocean. There are hidden waves underneath. There are monsters, sea monsters. There are hidden storms within it. Có ai chỉ cho mình thấy cái điều đó không? Đức Thế Tôn đã chỉ. Cái thân hình của mình nó hiền khô như vậy. Cái thân của người con trai, cái thân của người con gái, mình thấy nó hiền khô như vậy, nó dịu dàng như vậy, nó bình thản như vậy. Nhưng mà có một lúc nào đó cái thân đó nó trở thành ra một cơn lốc, một đợt sóng trào lên, một những loài thủy quái nó xuất hiện. Và trong cơn lốc đó mình bị cuốn theo, mình lên xuống, mình chìm nổi. Và vì vậy cho nên đừng có dính vào đó và đừng có ký kết với nó, mà là không dính mảy may, không xứ sợ. Bây giờ nói tới cái uẩn thứ hai là cái thọ. Thọ là feeling, là những cái cảm thọ của mình. Và chúng ta đã từng đi qua những cảm thọ, những cảm thọ vui, những cảm thọ buồn, những cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu. Và chúng ta đã biết rằng cảm thọ có khi nó trở thành những cơn lốc, a real tornado. Nó nhiều khi cơn lốc nó mạnh quá khiến cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có chết mới hết khổ thôi, chỉ có đâm đầu xuống sông thôi, chỉ có bắn một phát vào trong trái tim thôi, chỉ có uống thuốc độc thôi để cho cái thân thể nó tàn hoại thì cảm thọ kia mới tàn hoại thôi. Đã có những lúc chúng ta bị cuốn theo cảm thọ, có những lúc chúng ta bị dày vò bởi cảm thọ, lên xuống bởi cảm thọ, hệ lụy vào cảm thọ, chết đi sống dậy vì cảm thọ. Cho nên cảm thọ là một đại dương sâu, có những đợt sóng ngầm, có những loài thủy quái, có những trận cuồng phong ở trong đó. Và vì vậy cho nên đừng có nắm bắt, đừng có kẹt vào đó, đừng có ký kết những cái hiệp ước ngàn đời với cảm thọ. Cảm thọ là vô thường. Và thấy được cái bản chất của cảm thọ, cái hạnh phúc của mình không có được xây dựng trên cảm thọ. Tri giác, perception, là một tập hợp. Cái mà ta nhận thức, cái mà ta khái niệm, cái mà ta thấy, ta nghe, những cái đó là những cái tri giác. Và đã từng có những tri giác làm ta thất điên bát đạo. Những tri giác nó làm ta nổi điên, người ta tuyệt vọng. Và từ những tri giác đó, cái sợ hãi, cái hận thù, cái tuyệt vọng nó được sinh ra. Cho nên hãy nhìn vào tri giác, hãy nhìn vào cái bản chất của tri giác. Đừng có bị tri giác nó kềm kẹp, đừng có bị tri giác nó thống trị, đừng có ký kết những hiệp ước ngàn đời với tri giác. Không dính mảy may, không xứ sợ, thì mình mới có tự do được. Và có tự do thì mới không khổ. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại
khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật mà soi thấy năm uẩn, soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Tức là thấy được cái pháp không, thấy được ngã không rồi mà thấy luôn được cái pháp không. Và khi thấy rồi thì vượt thoát mọi khổ nạn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ tức là vượt qua, nhất thiết là tất cả khổ ách, tức là những cái khổ đau và những cái ách nạn. Nhìn như thế nào, quán như thế nào, soi như thế nào để có thể vượt được, đó là vấn đề. Quán tự tại làm được, mà mình làm được không? Và thầy dạy cho mình làm như thế nào để cũng vượt thoát được như quán tự tại, để đừng vướng mắc, để đừng cam kết, để đừng hề lụy vào năm uẩn. Bồ Tát không trú nơi pháp nào là chứng Bồ Đề không nắm bắt. Không trú tức là không bị kẹt vào. Đây là giáo pháp vô trú. Không có tùy thuộc vào, không có đầu tư vào bất cứ một cái gì mà nó là một cơn lốc. You should never investigate, you should never invest in anything that is, that looks like a tornado. Và chỉ có pháp là cái đáng để cho mình nương tựa mà thôi. Tại vì pháp không phải là một cơn lốc. Mình có một sứ anh tên là pháp trú, tức là người nương tựa, chỉ nương tựa vào pháp mà thôi. Pháp đây tức là cái trí tuệ lớn, trí tuệ bát nhã. Vậy thì bài thứ 5 là nói về vô đắc và bài thứ 6 là nói về vô trụ. Chúng ta đang ở trong mùa phục sinh. Chúng ta quán tưởng về cái tính vô sinh bất diệt của Chúa Kitô. Chúng ta có cơ hội để thấy được rằng Chúa Kitô là một thực thể vượt thoát ra khỏi sống và chết, sinh và tử. Chúng ta nói tới Kitô như là một thực thể thoát ra ngoài sống chết, the living Jesus, the living Christ. Đọc trong kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng nghe nói đến Đức Thế Tôn là một thực thể thoát ra ngoài sống và chết. Chúng ta nghe nói đến thọ mạng của Đức Thế Tôn, cái thọ mạng đó là vô lượng. Cái sanh ra và cái chết đi, hai cái đó nó không có động được tới Đức Thế Tôn. Và những người bạn Cơ Đốc cũng nghĩ như vậy đối với Chúa Kitô, là cái sanh ra và cái chết đi không có động được tới Chúa.
Và vì vậy phục sinh có nghĩa là sinh ra trở lại. Sinh ra trở lại một lần, sinh ra trở lại muôn ngàn lần. Và trong đạo Phật chúng ta có cái giáo lý gọi là thị hiện. Thị hiện tức là nó biểu hiện ra như vậy, nhưng kỳ thực nó không phải như vậy. Trên cái bình diện hiện tượng thì ta thấy rằng Bụt đã có lúc sinh ra và đã có lúc nhập Niết Bàn, chết đi. Nhưng mà tại vì thọ lượng của Bụt là vô lượng, vì vậy cho nên sinh là giả sinh, mà diệt là giả diệt. Bụt giả đò sinh ra, rồi Bụt giả đò chết đi. Cái đó gọi là thị hiện giáng sinh và thị hiện Niết Bàn. He pretended to be born. He pretended to die. Thì Chúa cũng vậy. Ở Bethlehem, Chúa đã giả đò sinh ra. Và trên thập tự giá, Chúa đã giả đò chết đi. Thật ra cái sanh và cái tử không động được tới Chúa. Đó là cái thực thể của Bụt và của Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có được cái đó không? Cái bản chất của chúng ta, cái chân như của chúng ta có chia sẻ cái tính bất sinh bất diệt của Bụt và Chúa không? Do we share the nature of no birth and no death with the Buddha, with Jesus? Thì trong đạo Bụt câu trả lời là affirmative. Yes. Có. Không những thọ mạng của Đức Thế Tôn là vô lượng, mà thọ mạng của một chiếc lá hay là của một con sóc cũng vô lượng. Chiếc lá cũng giả đò sinh ra, chiếc lá giả đò rơi xuống và chết đi. Kỳ thực trong chiều sâu, chiếc lá đó là bất sinh bất diệt. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng từ không chúng ta đã sinh ra để trở thành có, và từ có chúng ta sẽ chết đi để trở thành không. Nhưng mà đó là tại vì chúng ta chưa quán chiếu sâu sắc về năm uẩn, cho nên chúng ta mới kẹt vào tướng. Kẹt vào tướng thì có sự sợ hãi và sự vướng mắc. Thì bây giờ phải quán chiếu như thế nào để ta vượt khỏi tướng, đừng kẹt vào tướng, thì tự nhiên ta sẽ vượt thoát được sợ hãi và vướng mắc. Ngày hôm nay chúng ta phải tìm ra cho được cái trứng đó, cái trứng của tuệ giác. Chúng ta phải ôm ấp cái trứng đó để cho nó nở ra con chim của trí tuệ. Tại vì tất cả chúng ta đều có cái mầm mống của tuệ giác ở trong ta. Chúng ta có cái trứng đó. Cái trứng này không phải bằng sô-cô-la đâu. Cái trứng này là cái hạt giống của tuệ giác trong ta. Ta phải tìm ra cho được. Ta phải ôm ấp nó. Ta phải làm cho nó lớn lên. Và nó nở thành ra một con chim của tuệ giác. Và khi mà
cái tim đó đã được sinh ra rồi, thì ta sẽ vượt thoát được thế giới của sợ hãi và của vướng mắc. Suốt mùa đông năm nay, đại chúng làng Mai đã quán chiếu khá nhiều về những cái lá sen. Ở xóm thượng có hồ sen, ở xóm hạ có hồ sen, mà xóm mới cũng có hồ sen. Và chúng ta đã từng thấy hoa sen nở rộ trên hồ, chúng ta đã từng thấy những cái lá sen thanh tươi mơn mởn trên hồ. Và tới đầu mùa đông, chúng ta thấy những cái lá sen tàn tạ, không còn một bông hoa nào, không còn một cái ngọn lá xanh nào. Nhưng mà chúng ta đã tiếp tục quan sát, các sư chú, các sư cô đã từng chụp hình những cái bông sen, những cái lá sen mơn mởn. Và các sư cô, sư chú cũng đã từng chụp hình những cái lá sen đang tàn tạ, đang úa, cho đến khi những cái lá sen đó nó rũ xuống, rã ra và nó trở thành bùn đất. Những cái hình đó đã được chụp lại, ghi lại để làm tài liệu quán chiếu. Trong những cái buổi thiền hành tại xóm thượng cũng như là xóm mới, chúng ta xóm hạ nữa, chúng ta đã đi quanh hồ sen, chúng ta đã quan sát những cái hoa sen và những lá sen khi chúng nó còn tươi xanh, còn sống động, cho đến khi những cái bông đó, những cái lá đó nó tàn rã, nó biến trở lại thành bùn đất. Có người trong chúng ta đã quán chiếu sâu sắc, để nhiều thời giờ để quán chiếu. Có những người chúng ta, trong chúng ta chỉ quán chiếu sơ sài. Riêng thầy thì mùa đông năm nay thầy tiếp xúc với sen nhiều hơn các vị nữa. Thầy thường hay đi xung quanh hồ sen và thầy ngắm, thầy quán chiếu rất kỹ những cái lá sen tàn tạ. Và sư cô Phúc Nghiêm lại thỉnh thoảng đào lên một củ sen và nhồi đậu xanh và hầm cho thầy những củ sen đó. Và mỗi khi ăn những cái lát sen trên đĩa, thầy có cơ hội để quán chiếu thêm về sen nữa, và có thể nói là thầy đã tiếp xúc với sen rất sâu sắc. Dầu là trong mùa đông, khi không có một cái bông sen nào nở, khi không có một cái lá sen nào vươn mình trên mặt nước. Và bây giờ thầy xin chia sẻ cho quý vị một phần của cái sự quán chiếu đó. Nó giúp cho quý vị hiểu được cái kinh Bát Nhã Hành này. Chúng ta hãy tưởng tượng đây là mặt nước hồ, và dưới hồ có những cái củ sen, có những cái dây sen. Nhiều lắm. Quý vị đi trên mặt hồ, quý vị không có thấy những cái củ sen đó, những cái dây sen đó. Mùa xuân năm qua, nó có những cái lá sen, nó đi lên. Nó có những cái hoa sen nó nở.
ai vẽ đẹp thì vẽ thì dùng cho thầy. Có nhà lá sen, nhỏ có những lá sen lớn. Ta cứ quán tưởng ta là một cái lá sen. Ta vươn mình lên khỏi mặt nước. Ta tỏa chiếu ra cái màu xanh rạng rỡ của ta. Ta đón chiếu, đón nhận ánh sáng của mặt trời. Ta sống đầy đủ cuộc sống của một cái lá sen. Lá sen rất đẹp. Nhìn vào lá sen mình thấy tươi mát, mình thấy vững chãi. Mỗi chúng ta là một cái lá sen. Trong khi mà sống cái đời sống của lá sen đó, ta có thể ý thức được rằng ta là con của củ sen, của dây sen. Và ta được mẹ ta nuôi dưỡng hàng ngày. Ngày đêm ta tiếp nhận được cái chất nước, chất dinh dưỡng của củ sen nó nuôi. Và những củ sen đó nó có rễ, nó có rễ. Thì trong khi ta phát triển thành lá sen tuyệt vời, đẹp đẽ như vậy, ta biết rằng cái gốc rễ của ta là củ sen. Và đồng thời cái sự sống của ta cũng làm cho củ sen nó lớn lên. Tại vì không phải lá sen nó chỉ tiếp nhận, lá sen nó cống hiến. Nó cống hiến, nó làm cho những cái củ này nó lớn lên. Và lá sen đó đã giúp những cái lá sen khác, những cái bông sen khác, những cái lá sen khác nó lớn lên. Và trong khi nó sống cuộc sống của lá sen, nó cũng sống cuộc sống của củ sen, của hoa sen, của những cái lá sen khác. Tôi thấy được như vậy. Anh là một cái lá sen mới nhô lên khỏi mặt nước. Anh thấy một cái lá sen rất vĩ đại, rất đẹp đẽ. Anh nghĩ rằng lá sen đó là một cái lá sen khác. Anh không ngờ chính lá sen này đã đóng vai trò của cha, của mẹ cho anh. Tại vì chính mỗi ngày vươn lên trong ánh nắng, thở và sống, thì lá sen đó nuôi củ sen và làm cho những đứa em của mình nó ra đời. Và những đứa em của mình, là sự tiếp tục của mình. Cho nên khi mà lá sen này nó nhìn cái bông sen kia và nó nhìn vào cái lá sen khác, thì nó phải thấy tính tương tức giữa những cái giữa những cái hiện tượng đó. Vậy vậy cho nên nó phải thấy rằng nó và bông sen kia không phải là hai thực thể riêng biệt. Nói rằng nó và bông sen kia là một thì đứng về phương diện hiện tượng nó không có ổn. Nói rằng nó với bông sen kia là hai cái biệt lập thì cũng không ổn. Và vì vậy cho nên ở trong đạo Bụt mới dùng cái danh từ gọi là phi nhất phi dị. Phi nhất phi dị là not the same, not different. Không phải một mà không phải khác. Đó là cái danh từ đó. Lá sen này với bông sen này không phải là một, nhưng mà không phải là hai cái khác nhau. Cái điều này nó trúng với củ sen và lá sen. Cái điều này nó trúng với lá sen lớn, với lá sen nhỏ.
khi ta là một sư chị, ta sống cuộc đời của một sư chị cho thật đẹp, ta tỏa chiếu rạng rỡ với tư cách của người sư chị. Nhưng mà trong khi ta sống cuộc đời của sư chị cho ta như vậy, thì ta, đồng thời ta đang nuôi tăng thân, ta đang nuôi các sư em và sư chị của ta. Điều này là một cái sự thật. Khi một sư chú mà có những đau buồn, có những khó khăn, có những khổ đau, thì cái đau buồn, khó khăn, khổ đau đó nó có dính líu với tất cả các sư anh, với sư em của sư chú đó. Sự có mặt của sư chú trong tăng thân nó có ảnh hưởng sâu đậm tới sự sống của tăng thân. Và mỗi khi sư chú mỉm cười được và tháo gỡ được một cái nỗi khổ niềm đau của sư chú, thì tự nhiên cái niềm vui của tăng thân nó lớn lên và sư chú nuôi dưỡng được cho tăng thân. Không những sư chú nở ra những bông hoa mà sư chú làm cho tăng thân cũng nở ra những bông hoa vậy. Và vì vậy cho nên sư chú và tăng thân không phải là hai. Và mình phải thấy rằng sư chú đang nuôi tăng thân, đang nuôi tăng thân lớn lên, đang nuôi thầy lớn lên. Và mình thấy được cái liên hệ duyên sinh, và mình không có bị kẹt vào cái tướng là tôi đây là một cái lá khác, còn anh là một lá khác, chúng ta không có dính líu gì tới nhau, thì thực chúng ta là nhau, we inter are, tương tức là interbeing, để tương nhập trước, we interpenetrate. We inter are. Cái trường này là trường ta có thể làm được. Đây không phải là lý thuyết. Trong cái đời sống hàng ngày mình có sống với cái chánh niệm để có thể tiếp xúc được với sự thật này hay không? Hay là mình chỉ thấy rằng mình là một cái lá sen đơn độc, không có dính líu gì tới những củ sen, với những cái chồi sen, với những cái bông sen khác. Mình bị giam hãm vào trong cái vỏ cứng của bản ngã. Và vỏ cứng bản ngã đó là một cái khối u mê, là một cái tri giác sai lầm. Có phải là một nụ cười của mình làm cho cả tăng thân rạng rỡ hay không? Nụ cười của mình không những nó làm nhẹ thân tâm của mình, mà nó làm nhẹ luôn cả cái thân tâm của cả tăng thân. Nó làm nhẹ luôn cái thân tâm của thầy mình, của tổ mình, của gia đình mình. Có phải như vậy không? Thì trong mỗi cái giây phút của đời sống hàng ngày, mình phải sống sâu sắc như thế nào để mình thấy được cái đó. Mình thấy được cái tính tương tức đó giữa mình và các cái hiện tượng khác trong đời sống. Cái đó gọi là quán chiếu. Thì các tổ cũng vậy thôi, Đức Thế Tôn cũng vậy thôi. Các vị cũng đứng, cũng ngồi, cũng ăn, cũng uống, cũng đi rửa mặt, cũng đi tắm, cũng đi cầu như mình. Nhưng mà trong khi làm những công việc đó, quý vị có định, có niệm, có định và có quán chiếu, cho nên có tuệ. Còn trong khi mình rửa nồi, mình không có chịu rửa nồi cho đàng hoàng. Mình để tâm mình nó rong ruổi theo những cái tư tưởng buồn, lo, giận ghét. Mình không có rửa nồi trong chánh niệm, và vì vậy cho nên mình không có dùng được cái thời gian rửa nồi để quán chiếu nhìn sâu vào trong năm uẩn, để thấy được tính không của năm uẩn, nghĩa là tính tương tức của năm uẩn. Vậy thì khi mà cái lá sen này nó nhìn thấy một lá sen mới trồi lên trên mặt nước, nó thấy nó, I'm here but I'm also there, nó thấy nó là một với cái lá sen kia, thì khi đó nó mới có tự giác. Tại vì nhìn sâu vào thì mình mới thấy được cái đó.
Còn nhìn trên mặt nước thì thấy rằng lá sen này với lá sen kia là hoàn toàn hai lá sen khác nhau. Mùa xuân, mùa hè, rồi mùa thu, cái lá này nó vẫn tươi, nhưng mà tới mùa đông nó bắt đầu nó yếu, nó bắt đầu nó rạ xuống mùa xuân. Có thể là cái sự tàn tạ nó bắt đầu từ ở thế này, hoặc là sự tàn tạ nó bắt đầu ở cái cuốn. Nó tùy theo các loại thảo mộc. Mùa thu tới, ta thấy có những cái lá nó rụng xuống mặt đất. Và nó rụng xuống là tại vì cái cuốn lá đây nó tách rời ra khỏi cái cành, cho nên cái cuốn lá nó rụng xuống, nhưng mà cái lá nó còn tươi. Nhặt lá vàng rơi, thấy màu lá còn tươi. Đó là hình như là bài Nắng Chiều của Lê Trọng Mượn. Khi mà mình nhặt một cái ngọn lá vàng lên á, thì mình có thể thấy rằng lá đó đang còn tươi, đang còn sống, sự sống đang còn ở trong đó. Tuy nhiên cái lá đã được tách rời ra cái cành rồi. Nhưng mà chiếc lá vẫn tiếp tục thở được trong không gian, vẫn tiếp tục tự nuôi lấy nó trong một thời gian, rồi từ từ nó khô héo trở lại. Sự sống đang còn, tuy là cái lá đó đã được tách rời ra khỏi. Mình thấy một cái tướng là cái tướng nối liền giữa cái ngọn lá với là cành cây. Nhưng mà mình không có thấy được những cái tướng khác. Tuy là cái lá đó nó tách rời ra khỏi cành cây rồi, nhưng mà nó vẫn còn tiếp nhận được một vài cái nguồn sinh lực khác từ những cái khác. Ví dụ như là nó vẫn tiếp tục thở được. Và cái lá đó, cái lá tươi đó, tùy theo mình để vào cái môi trường nào mà cái lá tươi đó khô liền trong vòng một giờ đồng hồ, hay là có thể sống thêm 3-4 ngày nữa, là tùy theo cái môi trường. Nếu môi trường thuận lợi, nó vẫn tiếp tục tiếp nhận được những cái chất liệu để nuôi dưỡng nó trong mấy ngày nữa. Thì khi mà chúng ta được mẹ chúng ta sinh ra thì cũng có một cái cuốn như vậy, có cuốn rún umbilical cord, thì cô y tá mới cắt đứt cái cuốn đó. Nhưng mà ta không sao hết, cắt đứt cuốn đó, ta sống tùy thuộc vào mẹ ta trong gần một năm nay, nhưng mà bây giờ cắt một cái để không còn cuốn đó nữa. Nhưng mà không còn cuốn đó nữa mà ta vẫn tiếp tục sống. Nó có những cuốn khác mà ta không thấy, mà ta không thể nói rằng không có. Ta vẫn còn tùy thuộc mẹ ta, ta tùy thuộc cha ta, ta tùy thuộc không khí mặt trời, ta thì tùy thuộc có đám mây, ta tùy thuộc cơn mưa. Giữa ta với mặt trời có một cái cuốn rún, giữa ta với cơn mưa, đám mây nó có một cuốn rún. Chúng ta có rất nhiều cuốn rún, nó liên hệ với ta, giữa ta với cuộc đời, mà mình phải thấy được những cái đó. Ta đang được nuôi dưỡng. Và giữa ta với vũ trụ, với muôn loài, nó có những cái vô số những cái cuốn rún. Nhưng mà ta phải thấy được, phải thấy cái không tướng của các tướng. Mà nếu chỉ kẹt vào tướng thôi thì thấy ta không có liên hệ gì cả. Cái lá này nó có liên hệ, nó dính liền với tất cả những lá khác, với những cái rễ khác. Nhưng mà nó có thể bị u mê mà thấy rằng nó đâu có liên hệ gì đâu. Ta là ta, ngươi là ngươi. Nó u mê tới cái mức đó. Nhưng mà kỳ thực ta liên hệ tới nhau tới một cái mức
là không có thể tách rìa ra được. Mà dầu có tách lìa ra được thì ta vẫn liên hệ với nhau như thường bằng những cách khác. Và cái lá này nó rơi xuống, nó nằm an ổn trên đất, nó sống những cái ngày còn lại của nó. Và nó cũng mong ước là có mưa rơi xuống, nó tan rã ra, nó trở thành đất để nó tiếp tục. Tại vì khi nó trở thành đất thì nó vẫn trở về lá rụng về cội, và nó tiếp tục yểm trợ cái cây, và không có cái gì mất đi. Chiếc lá đó nó giả đò rơi, nó giả đò chết, kỳ thực là nó đang tiếp tục cái sứ mệnh. Nếu quý vị đã chụp được cái hình của hồ sen vào mùa đông thì quý vị thấy tất cả những cái bông sen này, những cái lá sen này ngã gục xuống hết, và ngâm ở trong nước. Trong cái bài của Tạng Đà, lá sen tàn tạ trong đầm là nghe giọt lệ âm thầm khóc hoa, nó rầu rĩ lắm, toàn là tàn tạ rồi giọt lệ rồi khóc, là tại vì không có thấy cái chết này là cái chết giả. Ví dụ cái chỗ này nó khô đi, cái cuốn này nó khô đi, và ta biết rằng ta chỉ có thể sống được trong 2 tuần lễ nữa thôi, và hoàn toàn ta trở thành một lá sen khô. Thì mình là vậy đó. Có những lúc mình được bác sĩ nói rằng mình chỉ còn có 2 tuần lễ nữa để sống thôi. Hay là 4 tháng nữa để sống thôi. Thì mình mới sinh ra cái sự sợ hãi. Đất sụp dưới chân mình. Đó là tâm trạng của những người sau khi khám phá ra rằng mình là có bệnh ung thư. Mình có bệnh AIDS. Và mình chỉ có thể có được 2 năm nữa, hay là 6 tháng nữa, hay là 4 tuần nữa để sống thôi. Thì nó có sự sợ hãi, nó có sự bám víu. Sợ hãi cái gì và bám víu cái gì? Trước hết là sợ hãi hư vô, the fear of non-being. Hư vô đó tương phản là abhava. Chúng ta rất sợ hư vô. Không phải là tất cả ai chúng ta ai cũng sợ hư vô hết, nhưng mà phần lớn chúng ta đều sợ hư vô. Mình đang là, mình đang có, tự nhiên một ngày mai mình không là nữa, mình sẽ không có nữa. You are someone and someday you become no one. You are something and one day you become nothing. Và đó là nỗi đau của con người. Con người có ý thức. Tại các loài khác nó cũng chết, nhưng mà nó không có cái ý thức đó, nó không có cái ăn quạt đó. Và mình sợ hãi hư vô. Và nếu mình không có nhờ bát nhà ba la mật thì không thể nào thoát ra khỏi được cái sự sợ hãi đó. Cho nên quý vị tới với Đạo Bụt mà không có được học về giáo lý bát nhã thì nó uổng lắm. Có thể tới để học thở, học cười, học chuyển hóa một vài cái buồn, cái giận, trị liệu một vài cái bệnh tâm thần và thể chất,
Nhưng mà nếu quý vị không có học được cái quý giá nhất ở trong đạo Phật buộc ấy, thì là tới cái đạo buộc nó còn uổng. Phải học được cái thâm sâu nhất để chuyển hóa cái sự sợ hãi. Sự sợ hãi lớn lao nhất ở trong con người của mình trước hết là sự sợ hãi hư vô. Ngày xưa tôi chưa có, tự nhiên mẹ tôi sinh ra thì tôi bắt đầu có. Và bây giờ tôi được nói rằng ngày mai tôi sẽ không có trở lại. Đó là một cái điều buồn của kiếp nhân sinh, cái nỗi buồn của kiếp nhân sinh, nỗi đau buồn của kiếp nhân sinh. Và cái nỗi đau buồn đó đã làm chảy không biết bao nhiêu là nước mắt, biết bao nhiêu là mực của các nhà văn, nhà thơ. Có một thi sĩ tên là Trần Tử Nga, ông viết: tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhân như lệ hả. Nghĩa là những người ngày xưa bây giờ làm sao mình thấy được nữa, và những người sẽ sinh ra ngày mai mình cũng chưa thấy được. Và mình thấy trời đất vô cùng, mà kiếp người nó rất hạn hẹp, mình cảm thương, mình chảy nước mắt. Và đó là cái tâm trạng chung của tất cả chúng ta. Chúng ta đứng trước cái cảnh cao rộng, đứng trước cái vô cùng, ta thấy cái thân phận của người quá bé nhỏ, quá ngắn ngủi, và ta khóc cho cái thân phận đó. Nhưng kỳ thực cái thân phận của ta không phải như vậy, tại vì ta kẹt vào tướng, tại vì ta chưa nhìn sâu soi chiếu vào trong năm uẩn, cho nên ta mới bị kẹt cái đó. Vậy vậy cho nên ta mang một nỗi niềm sợ hãi hư vô a-ba-ba. Quý vị đừng có tưởng rằng tất cả chúng ta ai cũng sợ hãi hư vô. Trong chúng ta có những người sợ hãi cái ngược lại, tức là hữu, tức là ba vai. Những người trong chúng ta sợ hãi hư vô thì chúng ta tìm cách bám lấy cái hữu. Thầy đã nói rằng khi mà mình có sự sợ hãi thì mình có sự bám víu, có phải không? Vì sợ hãi cho nên mới bám víu, vì sợ hãi abhava cho nên mới cố bám víu lấy cái bhava. Và chính bám víu như vậy cho nên đau khổ. Và cái sự thực tập trong đạo Phật đó là làm sao mình buông bỏ cả hai cái là ba va và a ba va. Hữu vô đều là không thật, hữu vô đều là những trò huyễn hóa. Cái sự thực nó vượt thoát hữu vô. Có những người trong chúng ta quá đau khổ, thấy hiện hữu là một gánh nặng, sống khổ quá đi. Cái sắc của mình, cái thân hình hài cho mình làm cho mình đau khổ quá chừng. Rồi cái thọ của mình, những cái cảm xúc, những cái sợ hãi của mình làm cho mình đau khổ quá chừng. Mình chịu không nổi, cho nên mình đi tìm. Không phải là mình đi tìm hư vô, mà mình đi tìm hữu, mà mình đi tìm vô. Những người mà muốn tự tử là những người đang tìm cầu cái vô, cái abhava. Tại vì những người đó nghĩ rằng abhava, tức là hư vô, là néo thoát duy nhất của họ. Tại sự sống đã đau thương quá, đau khổ quá, cho nên abhava, tức là hư vô, là cái néo thoát duy nhất còn lại. Chúng ta biết rằng thanh niên
trong xã hội chúng ta tự tử nhiều lắm. Cái số người thanh niên tự tử trong thành phố nó nhiều hơn số người bị chết vì tai nạn xe hơi. Và khi mà chúng ta đau khổ quá nhiều, chúng ta không có khả năng xử lý, chăm sóc, quản lý cái đau khổ ta, thì ta nghĩ rằng cái nẻo thoát duy nhất là tự tử. Mà tự tử là đi tìm hư vô, seeking abhava. Cho nên thế gian nó đi tìm hai cái: một là cái hữu, hai là cái vô. Một là bám víu lấy cái hữu, hai là bám víu cái vô. Trong khi trí tuệ Bát Nhã nói rằng đó là hai cái ý niệm cần phải vượt thoát. Đó là trí tuệ Bát Nhã. Chúng ta lật ra trang 72 và đọc bài kệ 13. Bài kệ 13 là bài thứ tư từ trên xuống dưới. Vô hành, vô sở hành ấy không thể nắm. Kẻ ngu chấp tướng nói có không. Có không cả hai đều chẳng thật. Bồ Tát liễu tri nên thoát khỏi. Xin đọc lại. Vô sở hành ấy không thể nắm, tức là cái phương pháp thực tập mà gọi là vô hành đó, cái phương pháp đó không có thể nắm bắt được. Thì cái đó, những cái người ngu mà bị kẹt vào cái hình tướng thì có thể nói nó là có hay là không, nhưng mà thực sự cả hai cái có không đều không phải là thật. Bồ Tát nhờ thoát ra khỏi hai cái ý niệm có và không cho nên có tự do. Vô sở hành ấy không nắm bắt, không thể nắm. Kẻ ngu chấp tướng nói có không. Có không cả hai đều chẳng thật. Bồ Tát liệu tri nên thoát khỏi. Both Bhava and Abhava are not real. The Bodhisattva, because she understand that, she got free. Khi mà cái lá này đang còn xanh thì nó có, thì giờ nó có khả năng, nó có năng lượng để nó quan chiếu như vậy, để nó quan chiếu và biết rằng mình là một với rễ sen, với củ sen, mình là một với là những lá sen khác và với những bông sen khác, và mình đang sống cho những cái đó và những cái đó đang sống cho mình, và mình thấy được cái tính vô ngã, mình tính tương tức. Và vì vậy cho nên khi mà lá sen này nó biết rằng nó chỉ còn có vài ba tuần lễ để sống thì nó có đau khổ gì đâu, tại vì nó biết rằng nó không phải là cái này, nó không phải là chỉ này, thân này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thân ấy. Tôi là ở đây, tôi là ở đây, tôi là ở đây, tôi là khắp nơi. Thành ra mình khổ đau là tại mình nghĩ rằng mình là ở trong này và cái này nó đang tan rã, và mình tan rã là tại mình kẹt vào cái tướng ngã. Cho nên mới có sợ hãi, cho nên mới có vướng mắc. Đập phá cái tướng ngã rồi và thấy được cái tính tương tức rồi thì mình nhìn cái sự tàn úa ở đây rất là thản nhiên, tại mình thấy mình không phải ở đây, mình không có đầu tư tất cả vào đây, tại vì mình đã đầu tư tất cả vào, mình đã đầu tư vào cái chân như rồi, cái thực tại rồi, toàn vẹn rồi. Mình biết rằng cái này cũng là mình, cái này cũng là mình, em mình là mình,
chị mình là mình, anh mình là mình, các thế hệ tương lai là mình. Vậy vậy cho nên mình vàng đi, mình héo đi, mình đâu có sợ gì đâu. Tại vì cái này đâu phải là mình. Mai mốt nó rã ra rồi, cái còn dư lại đây mình sẽ yểm trợ nuôi dưỡng tiếp. Có gì đâu mà sợ hãi, có gì đâu mà vướng mắc. Cho nên khi mà thầy nhìn con thì thầy thấy con là thầy. Thầy nhìn con mà kỳ thực ra thầy nhìn thầy. Tại thầy sống cho con, thầy nuôi con bằng cái sữa của thầy, sữa pháp của thầy. Thầy biết rằng bàn tay của con là bàn tay của thầy. Sau này bàn tay con làm cái gì thì thầy làm cái đó. Bàn tay con thoa dịu những khổ đau của cái khác thì thầy cũng thoa dịu khổ đau của cái khác. Bàn tay con không có động tới sinh mạng của cái khác thì bàn tay thầy cũng vậy. Và vì vậy cho nên thầy thấy cái bàn tay của con là bàn tay của thầy. Mà khi mà thấy được như vậy rồi thì tại sao thầy phải đau sầu khi thấy cái bàn tay này nó tàn hoại? Tại bàn tay thầy đâu phải là bàn tay này mà thôi. Thầy có 10 bàn tay, 200 bàn tay, 500 bàn tay khắp nơi đang làm công việc của thầy. Bụt đã truyền cho thầy con mắt, Bụt đã truyền cho thầy cái bàn tay, rồi thầy đã truyền cho con cái con mắt đó để con có thể thấy được như Bụt, thấy được như thầy. Bụt và thầy đã truyền cho con cái bàn tay đó để bàn tay đó nó làm được những công việc, nó tiếp tục làm được những công việc của Bụt và của thầy. Ngày xưa vì u mê, vì chưa có giới, vì chưa có định, vì chưa có tuệ, bàn tay con đã làm những cái gây đau khổ. Nhưng bây giờ bàn tay con đã có giới, đã có tuệ, đã có định, đã có tình thương. Bàn tay con đã có bàn tay Bụt và bàn tay thầy rồi. Bàn tay con sẽ không bao giờ làm cái mà ngày xưa con đã làm. Nhìn vào bàn tay con để xem, bàn tay đó được làm bằng tay cha mẹ, tay tổ tiên, tay thầy, tay Bụt. Có chất giới, chất định, chất tuệ ở trong đó. Có những cái mà ngày xưa bàn tay con làm không được, bây giờ bàn tay con làm được. Có những cái ngày xưa bàn tay con đã làm, bây giờ bàn tay con không bao giờ có thể làm được những cái như vậy nữa. Ngày xưa bàn tay con đã có thể cầm hai cái cánh của một con bướm bướm rồi xé nó ra làm hai. Nhưng mà bây giờ bàn tay của con nó không làm được như vậy nữa. Là tại vì trong bàn tay con nó có bàn tay thầy, nó có bàn tay Bụt. Và vì vậy cho nên bất cứ cái gì con làm với bàn tay của thầy sau này, tức là thầy cũng làm với cái bàn tay đó. Thầy thấy như vậy và thầy thấy rằng thầy không bị kẹt vào một cái thân, một cái ngã. Cho nên thầy không có sự sợ hãi và thầy không có sự vướng mắc. Thân này không phải là tôi, thân tôi nó lớn hơn mình. Bàn tay này không phải là bàn tay tôi nó lớn hơn nhiều, nó nhiều hơn nhiều. Mà phải quán chiếu như vậy. Thì khi mà cái lá sen nó thấy được điều đó thì nó đâu có sợ hãi, nó đâu có vướng mắc, nó có đâu có đi tìm a ba ba hay là ba ba làm cái gì nữa. Nó thoát được. Và đây không phải là vấn đề lý thuyết. Buộc chiếc cho mình, thầy chỉ cho mình để mình quán chiếu trong đời sống của mình. Rồi từ từ cái tuệ giác nó sinh ra, cái trứng của mình nó nở ra thành con chim của tuệ giác. Và lúc đó mới được, lúc đó mình mới thoát được. Có hai cái. Một là sự sợ hãi, sợ chết, sợ trở thành hư vô. Đó là cái sự sợ hãi A-ba-ba, sự sợ hãi hư vô. Và nhiều người sợ hãi hư vô cho nên cũng biến bám lấy cái ba ba. Nhưng mà ba ba này cũng không có đúng, không có thật.
cái ngã. Chúng ta bị cái ngã tướng nó đánh lừa. Cho nên chúng ta muốn nắm bắt, muốn ghi chặt lấy một cái mà không thể nào ghi chặt được, đó là cái ngã. Tại nó có đâu mà ghi chặt. Trong đó, trong khi đó sự sống màu nhiệm và thanh thang mà ta không có thấy được. Mà ta đi tìm nắm bắt những cái ý niệm trừu tượng về ngã, ta bị khống chế bởi những ý niệm trừu tượng về hữu, về vô, về có, về không, và ta đau khổ. Vì vậy cho nên cái phương thuốc mà chữa bệnh là bát nhã. Nếu ông bác sĩ mà không biết phương thuốc đó, mà chỉ sử dụng chemotherapy hay là radiotherapy thì không có đi đến đâu. Ông phải trị bằng thuốc của bột, thuốc của bát nhã. Và chúng ta ai cũng có những cái bệnh đó hết. Bệnh của sự sợ hãi, bệnh của sự vướng mắc. Sợ hãi hư vô, vướng mắc hữu. Và từ cái sự sợ hãi và vướng mắc đó, chúng ta đau khổ, trải qua biết bao nhiêu là cơn đau khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải đem thuốc đó mà chữa trị cho thân tâm của mình, sống đời sống hàng ngày cho nó vững chãi, quán chiếu cho sâu sắc, để vượt thoát cái ý niệm có và không, vượt thoát cái ý niệm ta và không phải ta. Và khi mà thấy được rồi thì ta vượt thoát khỏi mọi sự sợ hãi và vướng mắc. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Quái ngại tức là những cái sự chướng ngại. Người ta mắc kẹt vào rồi ta bị chướng ngại phải không? Mà nếu không mắc kẹt vào thì ta có tự do và ta không có sợ hãi. Vì không có, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi vọng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối. Đó là những cái gì mà ta có thể làm được. Đừng có nói rằng chỉ có Bồ Tát Quán Tự Tại mới làm được. Quán Thế Âm tên là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là nhờ cái phương pháp nhìn sâu mà đạt được tự do, gọi là Quán Tự Tại. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn có tự do thì chúng ta phải nhìn sâu vào trong các năm ổn để thấy nó là để thấy được năm ổn không có ngã, năm ổn không có thật, năm ổn cái tính của nó là tương tức, tính của nó là vô ngã. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì ta thấy được ta trong tất cả và thấy được tất cả trong ta. Và vì vậy cho nên không còn sự sợ hãi nữa, không còn sự vướng mắc nữa. Đó là kết quả tốt đẹp nhất của một đời tu. Đó là cái thành đạt lớn nhất của đời một người tu. Sự thông dong, sự thẫn thơ do chuyển hóa được cái sợ và sự vướng mắc. Sợ hãi hư vô, sợ hãi hữu, vướng mắc hư vô, vướng mắc hữu. Đó là những cái chứng bệnh trầm kha và nặng nề nhất của chúng sanh. Thì giờ của mình để làm cái gì? Không có lý thì giờ của mình là để làm cho có nhiều tiền, là để xây một cái nhà, xây một cái chùa, mua một cái xe hơi. Làm những cái đó cũng vui đó. Nhưng mà sự nghiệp của người tu là tuệ, duy tuệ thì nghiệp. Mà tuệ giác đó chỉ có thể đạt được bằng quán chiếu. Vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta phải sống đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào cho sâu sắc, cho có mặt, để khi nhìn bông hoa, nhìn hòn sỏi, nhìn đám mây, nhìn người anh, nhìn người chị, nhìn người em, ta thấy được tính tương tức của ta với những người đó. Và ta vượt thoát được ý niệm về ngã và về pháp. Đó là mục đích của
có bụt. Khi mà giảng dạy cho chúng ta kinh Bát Nhã Hành, Bát Nhã Hành tức là một cái chuyến đi, một cái chuyến đi quán chiếu, in a march de la sage. Vậy thì chúng ta biết rằng không những Đức Thế Tôn không có bị vướng vào hữu và vô, không có bị vướng vào sinh và diệt. Chúa Kitô không có bị vướng vào hữu và vô, sinh và diệt. Vì vậy cho nên các ngài không có sợ hãi, không có vướng mắc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta trong cái bản chất chúng ta không có chúng ta có tự do, và hữu và vô không có thể đồng được ta, đồng tới ta, sinh và diệt không có đồng tới ta. Và vì vậy cho nên ta phải quán chiếu để có thể thấy nhận được cái bản chất của vô sinh bất diệt ở trong ta. Và quán chiếu như vậy là để diệt trừ tận gốc cái tâm hành sợ hãi và cái tâm hành vướng mắc. Sao bên này có dễ hiểu hơn bữa trước chút xíu nào? Thì em Huyền Nghiêm thấy dễ hơn trước không? Đâu rồi? Dễ hơn chút xíu à? Ráng đi, không sao đâu, thế nào con cũng hiểu được. A single drop of this nectar is enough
này bao nhiêu trăm người yêu tan thế đang chạm thân tình ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Bye.